Đầu ha. Ok, thì bây giờ đầu tiên ta sẽ nói về cái embed painting. Đây là cái một cái lĩnh vực dùng để tạo ra những cái bối cảnh ảo ha. Những cái bối cảnh này có thể là những bối cảnh mà chúng ta không thể quay được thực tế, chẳng hạn như là những cái cảnh thần tiên hay là những cảnh tưởng tượng, chẳng hạn như trong phim Avatar, các bạn thấy là có những cái gọi là những cái hòn ngọn núi bay đúng không? Các bạn nếu mà các bạn đã xem phim Avatar, các bạn sẽ thấy thì sẽ có những cái bối cảnh như là ngọn núi bay này nọ các thứ ha. Thì những cái bối cảnh này nó là những bối cảnh không có thật đã, thì người ta khi người ta thực hiện những cái cảnh quay này, người ta phải tái dựng lại cái bối cảnh này với cái kỹ thuật là matte painting, tức là người ta vẽ ra cái background. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là với những cái với những cái cảnh quay mà người ta không thể thực hiện được một số cảnh quay vì một mục đích nào đó, chẳng hạn như là chúng ta cần quay những cái cảnh ở nước ngoài, Anh Pháp gì đó, nhưng mà chúng ta không thể nào lúc nào cũng lôi cả cái đoàn làm phim chúng ta qua cái qua nước ngoài để quay được đúng không? Nó rất là tốn kém. Thế thì đôi khi là người ta sẽ phải quay với cái phông xanh, và sau đó thì người ta sẽ ghép những cái bối cảnh giả vào, những cái background giả vào để mà chúng ta giả lập cái việc là chúng ta đi qua một bối cảnh khác chúng ta quay ha, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm công sức. Thì đây là một cái kỹ thuật mà nó đòi hỏi phải có sự hợp tác của những cái bộ phận chuyên về dựng, chuyên về vẽ, chuyên về art concept ha. Tại vì những người đó người ta sẽ thiết kế cho chúng ta cái bối cảnh, người ta sẽ vẽ phác thảo, phác họa lên cái bối cảnh cho chúng ta. Còn chúng ta là những người làm về compositing, làm về kỹ thuật thì tất nhiên là chúng ta không có chuyên về phần vẽ, phần mỹ thuật đúng không? Thì chúng ta cũng khó mà có thể tự thiết kế nên cái bối cảnh cho riêng mình. Đó. Nhưng mà dù gì thì những cái kỹ thuật này chúng ta cũng cần biết để mà khi mà sau này chúng ta phối hợp với bên 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 bộ phận art người ta thiết kế, thì chúng ta có thể lôi vào chúng ta dựng lên ở trong After Effects hoặc là nút để chúng ta làm thành cái bối cảnh giả ha. Rồi thì đó là cái mục đích của cái matte painting, cho nên là như mình nói là cái này nó còn đòi hỏi cái tính nghệ thuật, khả năng vẽ vời, nghệ thuật bối cảnh này nọ các thứ, không phải là mình có thể tìm hiểu hết được. Ở đây mình chỉ tìm hiểu một số cái kỹ thuật cơ bản. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ đi qua một số cái ví dụ để chúng ta hiểu cái cách thực hiện. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ import vào một số cái hình. Rồi. Thì ở đây ví dụ là chúng ta tái hiện một cái chúng ta dựng một cái cảnh quay giả ở trong After Effects. Chúng ta đây là cái cách thức thứ nhất là chúng ta sẽ sắp xếp các cái layer ở trong không gian 3D để mà tạo cho nó một cái tính parallax đúng không? Thì để mà thực hiện cái việc tạo nên một bối cảnh, chúng ta có thể lấy những cái yếu tố hình ảnh núi non, sông núi. Ha, những yếu tố đó chúng ta lấy cũng có thể tìm trên mạng, hoặc là người, như mình nói là người, có những cái bộ phận người ta sẽ thiết kế cho chúng ta ha. Thì khi mà chúng ta có cái hình rồi, chúng ta sẽ tách những cái lớp ra. Chúng ta tách lớp ra. Để đây ví dụ với cái hình núi non này, chúng ta có thể tách ra thành cái hình ngọn núi không đúng không? Đó, thì chúng ta ra một cái lớp. Rồi chúng ta có thể tách cái bầu trời ra riêng, và có thể là chúng ta sẽ paint fix thêm một chút, chúng ta vào Photoshop chúng ta clone ra một chút để mà chúng ta tạo ra một cái bầu trời full, tại vì cái hình ảnh gốc á
thì cái bầu trời nó bị che bởi ngọn núi, nó chỉ đến khoảng này thôi. Thì chúng ta sẽ benefit, chúng ta xử lý trong Photoshop để chúng ta mở rộng cái bầu trời này ra, đúng không? Thì tất nhiên cái này là chúng mình tự làm, cho nên là nó cũng không có phải là cái gì nó quá nghệ thuật, đúng không? Mình không phải là bên phía bộ phận nghệ thuật. Rồi, đây là ví dụ chúng ta có thể lấy thêm những hình ngọn núi gì nọ trên, có thể là trên mạng hoặc là đâu đó chúng ta để lấy ra. Chúng ta để lấy những cái yếu tố như là những cái tảng đá này nọ ra, chúng ta cắt ra, chúng ta lấy ra những cái hình ảnh có cái kênh alpha để sẵn sàng để chúng ta thực hiện ha, đúng không? Đấy, chúng ta tách nó ra để chúng ta làm có cái kênh alpha. Rồi thì bây giờ mình tạo một cái composition, và bây giờ thì chúng ta sẽ lôi những cái yếu tố đồ họa nãy giờ chúng ta có, người ta gọi là asset, chúng ta lôi vào. Thì đầu tiên mình sẽ đưa vào cái ngọn núi của mình, và mình sẽ biến nó thành một cái layer 3D luôn, và sau đó là mình sẽ tạo camera, đúng không? Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục lôi vào những cái yếu tố còn lại. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ lôi vào cái bầu trời, mình cũng sẽ biến nó thành một cái layer 3D. Và để mà sắp xếp những cái layer này trong không gian 3D thì mình đã biết rồi, đúng không? Chúng ta sẽ bật hai cái view lên để chúng ta quan sát, và chúng ta sẽ thay đổi cái trục Z của những cái layer này để mà tái hiện lại cái không gian 3D. Thì chúng ta sẽ, cái bầu trời nó là cái vật thể xa nhất, chúng ta sẽ kéo nó ra thật là xa khỏi cái camera, và chúng ta sẽ chúng ta đẩy nó ra theo trục Z thì nó sẽ nhỏ lại, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ việc chúng ta scale nó lại để nó trở lại cái kích thước ban đầu ha. Cái ngọn núi này thì chúng ta sẽ cũng sẽ đẩy nó ra một chút. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái ngọn núi ở phía xa. Thì mình sẽ lấy cái layer ngọn núi này chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta cũng sẽ biến nó thành một cái layer 3D. Và mình sẽ chỉnh màu nó một chút, đúng không? Những ngọn núi phía xa thì thường nó sẽ nhạt màu hơn, đúng không? Chúng ta cho nó nhạt đi một chút. Và ngọn núi này nó sẽ ở xa hơn cái ngọn núi, cái bối cảnh chính của mình, thì chúng ta sẽ đặt nó khoảng này và gần đâu đó gần cái bầu trời của mình ha. Chúng ta sẽ scale nó lên trở lại. Rồi. Và đâu đó thì chúng ta sẽ cần một cái có thể là cần những ngọn núi ở gần để làm cái tiền cảnh. Thì cái này chúng ta cũng lôi cái hình ảnh này vào, và chúng ta sẽ biến nó thành cái layer 3D. Với cái layer này thì chúng ta sẽ kéo nó vào gần cái camera của mình. Ta sẽ scale nó nhỏ lại một chút. Chúng ta cũng sẽ cho nó rồi
Rồi. Đấy thì đây là chúng ta đang bố cục các cái layer ở trong cái không gian 3D. Các bạn thấy là có xa có gần đúng không? Và chúng ta có thể xem bật cái custom view lên. Chúng ta xem cái cách bố cục của những cái layer này trong trong không gian 3D của chúng ta. Thì các bạn thấy là cái ngọn núi gần nhất, cái close-up thì chúng ta ở gần camera, sau đó thì đến cái bối cảnh chính của mình và đến cái ngọn núi ở phía xa và cái bầu trời đúng không? Đó, đó là những cái bố cục của cái scene của mình. Rồi. Thế thì các bạn thấy như vậy thì chúng ta có thể với cái cách bố cục như này trong không gian 3D thì chúng ta có thể khi chúng ta di chuyển cái camera đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái tính parallax. Tính parallax là như thế nào? Có nghĩa là những cái vật thể ở phía xa nó sẽ có cái tốc độ di chuyển nó khác với những cái vật thể ở gần của mình đúng không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể dùng camera của mình, chúng ta có một chút cái tạo một chút cái chuyển động cho cái cảnh quay của mình. Cho cái này nó gần lại một chút. Thì như vậy là các bạn thấy ví dụ chúng ta di chuyển cái camera cho nó có một chút cái chuyển động thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta có cái tính parallax nó xuất hiện ở trong cái cảnh quay của mình. Tức là sao những cái vật thể ở gần chẳng hạn như là cái ngọn núi này, ngọn núi mà gần cái camera nhất thì nó sẽ di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với một thể ở xa đúng không? Đó, và ví dụ như là cái bối cảnh chính của mình nó sẽ di chuyển với cái tốc độ cũng khác so với cái ngọn núi ở phía xa và so với cái bầu trời. Thì các bạn thấy là đây là cái tính chất parallax đúng không? Đó, và chúng ta dùng cái này để chúng ta tạo ra những cái bối cảnh ảo, nó có cái tính chất 3D trong đó đúng không? Và ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái camera của mình để chúng ta mình sẽ bật cái depth of field lên đúng không? Thì với cái depth of field thì các bạn sẽ chúng ta sẽ những cái vật thể mà trong cái tiêu cự thì nó sẽ rõ đúng không? Trong cái vùng focus của cái camera nó sẽ rõ, còn những cái vật thể ở xa và quá xa hoặc là ở quá gần thì nó sẽ mờ. Đó thì cái đó thì chúng ta có thể thay đổi cái focus distance để chúng ta thực hiện cái việc đó đúng không? Đấy thì với cái depth of field này các bạn thấy khi chúng ta enable nó thì cái vùng mà chúng ta đang target tức là cái layer chính của chúng ta thì nó nằm trong vùng target thì nó sẽ không bị blur, còn những cái vật thể như là cái ngọn núi phía xa hay là những ngọn núi ở gần cái camera thì nó sẽ mờ, thì đó là sẽ giúp cho chúng ta tạo thêm một cái gọi là cái cảm giác về chiều sâu trong cái scene của mình đúng không? Đó. Thì ví dụ khi mà sau này chúng ta thực hiện những cái project thực sự thì ví dụ có những cái bên bộ phận người ta thiết kế ra cái artwork cho mình, người ta thiết kế sẵn núi non rồi những cái yếu tố trong cảnh quay cho chúng ta thì chúng ta đưa vào chúng ta sẽ tách lớp giống như thế này, chúng ta sẽ tách ra từng cái asset như thế này và chúng ta sẽ sắp xếp lại trong cái không gian After Effects.
chúng ta biến nó thành những cái layer 3D để sao? Để mà tạo ra cái tính parallax khi mà chúng ta di chuyển camera, đúng không? Để tạo thành một cái bối cảnh ảo. Đó. Thì đó là khi mà chúng ta có cái sự hỗ trợ của cái bộ phận thì đây là chúng ta ứng dụng một số cái tính năng về camera cũng như là layer 3D. Nếu mà chúng ta chuyển sang cái 3D renderer là thay vì là classic và chuyển thành cinema 4D. Thì bù lại thì cái camera của mình nó sẽ mất cái tính năng depth of field, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có thêm cái tính năng là bẻ cong cái layer mà hôm bữa mình có nói. Thì cái tính năng bẻ cong layer này nó sẽ giúp chúng ta trong một số trường hợp, chẳng hạn như là với cái bầu trời này chẳng hạn, đúng không? Với cái bầu trời này, cái layer sky này, thì chúng ta có thể bật cái layer sky ra, chúng ta mở cái geometry option. Chúng ta sẽ cho nó một cái độ cong. Các bạn thấy cái layer này nó sẽ biến thành cái layer có cái độ cong. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ thay đổi cái độ cong tùy vào cái ý muốn của mình, và tất nhiên là sẽ tăng cái segment này lên để cho cái độ cong nó mượt hơn, cái layer mình nó có cái độ mượt tốt hơn. Thì với cái việc mà vẽ cong cái layer này thì nó có cái hiệu quả như thế nào, thì đôi khi với những cái cảnh quay mà chúng ta có thực hiện những cái chuyển động camera mà nó xoay đấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn tốt hơn với cái bầu trời của mình. Ở đây ví dụ chúng ta mình sẽ rotate cái camera một chút, đúng không? Mình sẽ key cái e-rotation. Ta sẽ mình sẽ giảm cái resolution xuống một chút. Và đẩy cái camera vào một chút. Đồng thời là scale cái bầu trời này lên để nó cover được cái nó không có bị lòi ra khỏi cái bối cảnh của mình. Đấy thì các bạn thấy là với những cái cảnh quay ví dụ chúng ta có cái chuyển động camera nó xoay một chút, thì rõ ràng là với cái bầu trời của mình mà nó có cái độ cong, thì các bạn thấy là nó sẽ tự nhiên hơn nhiều so với việc là cái bầu trời của mình nó đang chúng ta đặt trên một cái layer phẳng, đúng không? Ở đây ví dụ là chúng ta tắt cái curvature này đi. Đó, thì các bạn thấy là cái chuyển động bầu trời của mình, các bạn thấy nó sẽ giống như là trên một cái tấm phẳng, một tấm plane, nó không có tự nhiên, đúng không? Thay vì là chúng ta cho nó một cái độ cong, thì khi mà chúng ta có cái chuyển động camera thì cái bầu trời nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn. Đó là một cái trick mà chúng ta cũng có thể áp dụng trong những trường hợp là cho những cái layer mà nó có cái độ phủ rộng như là bầu trời hay là những cái bối cảnh lớn này, chúng ta có thể cho nó một chút cái curvature vào đó ha. Thì cái này thì chỉ áp dụng được trong cái trường hợp là chúng ta sử dụng cái engine là Cinema 4D, đúng không? Mình đã nói rồi, chỉ có Cinema 4D nó mới hỗ trợ cái việc này. Bù lại thì nó sẽ làm mất của chúng ta một số cái tính năng, chẳng hạn như là cái depth of field của camera, rồi một số tính năng về blending mode chúng ta sẽ mất, thì bù trừ lẫn nhau, bù trừ lẫn nhau ha. Đấy thì qua cái ví dụ này cũng đơn giản thôi, thì cho các bạn thấy cái cách mà chúng ta bố trí những cái layer trong không gian trong bối cảnh 3D để mà ta tạo thành một chút cái cảnh quay nó có cái độ sâu, nó có cái parallax ha, để chúng ta tái dựng lại một cái bối cảnh nào đó. Rồi thì đó là một cái ví dụ.
Thì ứng dụng vào hồi nãy thì chúng ta sử dụng những cái laser ảo, đúng không? Những cái laser ảo, những cái laser cho chúng ta tạo ra, cho chúng ta vẽ ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử là kết hợp những một một cái một cái yếu tố giả vào trong một cái cảnh quay thật xem như thế nào, đúng không? Thì ở đây mình có một cái cảnh quay, cái shot quay, đúng không? Đó. Như thế này. Và bây giờ ví dụ là chúng ta sẽ muốn ví dụ là ghép vào một cái tòa lâu đài, đúng không? Nằm ở phía xa như thế này, nằm ở khu chỗ này. Đó. Và ánh sáng phủ xuống này nọ ha. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta hình dung. Thì với cái shot như thế này, một cái shot nó có chuyển động. Thì khi mà chúng ta muốn ghép vào một cái bối cảnh, một cái yếu tố ảo thì chúng ta phải làm gì, đúng không? À, tại vì cảnh này là nó có cái chuyển động camera. Thế thì để mà ghép vào một cái yếu tố ảo thì chúng ta sẽ phải track, đúng không? Chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc camera track với cái shot này. Vậy thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái tracker lên và chúng ta sẽ bấm vào cái track camera, đúng không? Y như bình thường, như là lần trước chúng ta đã track rồi. Check qua cái detail analysis và chúng ta sẽ đợi một chút để cho nó track. Về cái bài cuối khóa thì có ai có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì thì mình cứ hỏi nha. Thực ra cái lĩnh vực mà matte painting này nó là một cái lĩnh vực rất là thú vị, bao gồm nhiều cái kỹ thuật phối hợp với nhau và trong đó là có cả cái tính chất nghệ thuật nữa, cho nên là các bạn thấy là chúng ta mà nghiên cứu được thì rất là hay đó. Rồi, bây giờ chúng ta đã chắc xong cái cảnh quay này, đúng không? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ import vào, chẳng hạn mình sẽ có một cái tòa lâu đài chẳng hạn. Được chưa? Mình sẽ load nó vào đây. Khoảng này mình sẽ đặt nó ở vùng này, đúng không? Và để mà đặt cái layer này vào đó thì chúng ta sẽ phải lấy ra một cái điểm mà chúng ta đã track, để chúng ta lấy cái điểm để làm cái chỗ để chèn cái tòa lâu đài này vào, đúng không? Để mình sẽ lấy cái điểm này đi và chúng ta sẽ create cái camera trước, rồi chúng ta sẽ chèn vào cái điểm này, ta lấy một cái nút ra. Tiếp theo chúng ta sẽ biến cái tòa lâu đài của mình, và chúng ta sẽ nhớ là chuyển lại cái 3D renderer thành là classic ha. Bình thường thì chúng ta ít khi chúng ta xài Cinema 4D lắm, thì vì nó nặng. Và nếu mà không cần thiết thì cũng không cần phải thực hiện cái Cinema 4D, đúng không? Chúng ta sẽ biến cái layer tòa tháp này, tòa lâu đài này thành một cái layer 3D. Và chúng ta sẽ copy cái position của cái tracker xuống. Yeah. Và chỉnh lại một chút cái vị trí. Đó thì với cái việc chúng ta link cái tòa lâu đài của mình vào cái tracker thì mọi người thấy là cái tòa lâu đài của mình nó đi theo cái cảnh quay của mình, theo cái chuyển động ha. Thì tất nhiên nếu mà chúng ta làm công phu hơn thì chúng ta làm cái tòa lâu đài này trong 3D, chúng ta track xong chúng ta đưa cái thông tin track vào trong 3D, chúng ta dựng cái tòa lâu đài 3D, và chúng ta sẽ có thêm cái perspective cho cái tòa lâu đài, đúng không?
Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái hình này để chúng ta làm ví dụ. Sẽ xuống một chút nữa. Và cái phần viền, phần phần chân này chúng ta sẽ, tất nhiên là chúng ta sẽ roto một chút, tạo một cái mát cho nó có cái đường viền ha. Chúng ta sẽ biến cái mát này thành subtract, cho nó một chút cái feather. Rồi. Việc tiếp theo nữa là tất nhiên là chúng ta sẽ phải chỉnh màu, đúng không? Ở đây mình sẽ dùng color matcher cho nó nhanh, đúng không? Chúng ta sẽ thể cho nó thêm một chút cái trước cái màu blue. Chúng ta có thể duplicate cái tòa lâu đài này lên. Chúng ta sẽ fill nó là một cái màu như thế này, và chúng ta sẽ mask phần phía dưới. Nó có một chút cái độ haze từ cái phía dưới nó đổ lên, tại vì mọi người thấy ví dụ cái tòa, những cái ngọn núi của mình phía chân, ngọn cái chân ngọn núi thường nó cũng có cái độ haze, cái độ mờ ở dưới chân núi nó hắt lên, thì chúng ta cũng đang giả lập cái chuyện đó, đúng không? Rồi thì mọi người thấy là chúng ta có một cái tòa lâu đài chúng ta ghép vào, và nó đi theo cái chuyển động của cái cảnh quay của mình ha. Tiếp theo chúng ta có thể thực hiện thêm một số cái yếu tố trong cảnh quay, chẳng hạn đây chúng ta sẽ thực hiện một cái ánh sáng đổ từ trên bầu trời xuống. Ở đây chúng ta có một cái footage, chúng ta lấy cái footage gốc của mình ra, chúng ta sẽ vào keying extract, đúng không? Chúng ta bỏ cái camera tracker đi, chúng ta extract nó ra thôi. Chúng ta sẽ lấy riêng cái bầu trời ra, cái vùng sáng của cái bầu trời, chẳng hạn như vùng này, được chưa? Và cái vùng sáng này nó sẽ lấy cái vùng sáng của cái bầu trời của mình, và với cái này chúng ta sẽ áp dụng cái hiệu ứng trap code size ha. Thì cái hiệu ứng này là cái hiệu ứng dùng để tạo ra cái ánh sáng dạng volumetric. Mình sẽ kéo cái tâm của cái plugin này nó lên phía trên để cái ánh sáng nó đổ xuống dưới. Và tất nhiên chúng ta sẽ đổi màu cái ánh sáng này thành một cái màu nó có chút màu xanh trong đó. Chúng ta sẽ đổi cái blending mode thành S. Đấy. Và chúng ta sẽ giảm cái đây lên là một chút.
Chúng ta giảm cái vùng sáng một chút để cho cái ánh sáng đó chủ yếu nó tập trung vào cái tòa lâu đài của mình ha. Và chúng ta có thể cho nó một chút cái fractal noise. Fractal noise nó là một cái dạng giống như là khói, sương cho cái vùng ánh sáng này. Đừng nhanh quá. Chút cái noise. Đấy. Nó giúp cho cái ánh sáng của mình nhìn nó năng động hơn. Chúng ta sẽ xem thêm một chút cái shimmer vào. Shimmer nó sẽ làm cho ánh sáng của mình nó lúc sáng lúc tối ha. Thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi. Và ngoài ra chúng ta có thể thêm vào những cái người ta gọi là những cái yếu tố, những cái practical footage để mà làm gì, để mà tạo ra cái độ sâu. Thì một cái cảnh quay mà mình sạch quá thì nhìn nó sẽ không có, đôi khi nó sẽ không có thực tế. Ở đây chúng ta có thể thêm vào, chẳng hạn như là các bạn thấy chúng ta có thêm khói, đúng không? Thêm khói vào. Chúng ta sẽ chuyển nó thành dạng screen. Chúng ta giảm cái opacity của nó xuống. Kéo lại cái timing một tí. Có một chút khói lửa vào cho nó có cái độ sâu. Nó có cái độ sâu trong cái cảnh quay của mình. Thêm vào một chút cái particle. Thì còn thì chúng ta có thể đổi màu nó thành màu xanh, thì màu đỏ thì nó hơi hơi chọi. Đấy. Thì tóm lại là một cái chúng ta có thể tái dựng một cái bối cảnh nào đó, chúng ta ghép vào cái cảnh quay của mình. Cho dù cảnh đó là một cái cảnh quay thật, đúng không? Cảnh quay thật thì chúng ta sẽ có cái thông tin về camera, chúng ta có thông tin về chuyển động, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện thêm cái bước là track để chúng ta có thể gắn vào những cái yếu tố ảo trong cảnh quay, đúng không? Còn với nếu mà chúng ta tái dựng lại cái cảnh quay đó bằng cái việc sắp xếp những cái laser 3D như hồi nãy thì chúng ta sẽ không có cần phải track. Cái đó thì do chúng ta gọi là tái dựng một cái cảnh quay giả, thì chúng ta không cần phải thực hiện cái việc track. Và tất nhiên là cái việc bối cả bố cục như thế nào, rồi những cái yếu tố như là lâu đài lâu đít gì đó mà chúng ta muốn bỏ vào thì chúng ta đều phải tất nhiên là phải có cái sự tư vấn của bên bộ phận nghệ thuật, người ta bố cục như thế nào, vẽ như thế nào, concept art của người ta như thế nào chúng ta mới làm, đúng không? Chứ không phải là chúng ta mạnh ai nấy làm, mỗi người tưởng tượng một kiểu nó không có đúng, hoặc là chúng ta phải có cái sự thống nhất đồng ý của đạo diễn, đúng không? Còn nếu mà chúng ta tự ý chúng ta làm thì nhiều khi đạo diễn người ta sẽ không thích, hay là tất nhiên là chúng ta không thể tự biên tự diễn được, đúng không? Trừ khi là chúng ta cũng là cái người tự thiết kế luôn, nếu chúng ta có đủ cái khả năng chúng ta tự thiết kế cái bối cảnh của mình, cái yếu tố của mình thì nó càng tốt càng giỏi thôi.
Còn lại thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái bộ cái thiết kế của bộ phận ha. Rồi, thì đây là một cái ví dụ để các bạn theo dõi cái thấy được cái ví dụ về cái sử dụng cái cảnh quay thật và kết hợp với những cái yếu tố ảo của mình. Rồi, sẽ bật cái memory đi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến một cái kỹ thuật gọi là camera projection. Đây cũng là một cái kỹ thuật rất là hay dùng trong cái việc gọi là trong cái bộ kỹ thuật matte painting. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ giúp chúng ta từ một cái hình ảnh tĩnh, chúng ta sẽ tạo ra cho nó một chút cái chuyển động parallax bằng cái kỹ thuật là dùng cái camera mình chiếu cái hình ảnh, chiếu cái hình ảnh lên những cái vật thể trong không gian. Được chưa? Và khi mà chiếu lên như vậy thì nó sẽ làm cho cái vật thể đó nó mang cái hình ảnh đó ở một cái góc nhất định, và khi mà camera chuyển động thì cái góc thì nó sẽ tạo ra một chút cái parallax cho mình. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái kỹ thuật này. Cái này thì nếu mà làm trong 3D thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà trong các phần mềm mà compositing như là After Effects hay là Nuke thì người ta hỗ trợ hoàn toàn rất là tốt. Thì đây là cái kỹ thuật camera projection, những cái ví dụ cho các bạn thấy. Đơn cơ bản là nó dùng một cái hình ảnh nó chiếu lên cái vật thể 3D, chẳng hạn như những cái bức tường, cái ngôi nhà này, nó chiếu lên những cái vật thể 3D để mà sao để mà nó sẽ mang cái hình ảnh đó giống như nó dán lên cái bức tường đó luôn. Và khi mà camera chuyển động thì nó sẽ tạo ra chút parallax. Và như vậy thì sao vậy thì rất là tiện cho chúng ta không cần phải làm texture đúng không? Chúng ta lấy ngay cái những cái hình ảnh có thật để chúng ta làm cái scene của mình, để chúng ta không cần phải có texture hay gì cho nó thực tế, tại vì đó là hình ảnh thực tế rồi. Chúng ta chỉ chiếu lên cái model của mình thôi. Cho nên là về cái tính thực tế nó sẽ rất là tốt. Đấy, như các bạn thấy, người ta chụp những cái tòa nhà thật ha, và người ta chiếu lên cái những cái vật thể trong 3D, chẳng hạn như trong 3D chúng ta dựng nên những cái tòa nhà đúng không? Với cái hình dạng nó gần giống với cái tòa nhà thật của mình, và sau đó mình dùng cái hình ảnh mà mình chụp đó mình chiếu lên, nó sẽ giống như nó dán cái texture đó lên trên cái tòa nhà của mình. Chúng ta sẽ không cần phải làm texture hay cái gì hết, mà nó sẽ có sẵn những cái texture như thế này luôn đúng không? Đấy thì làm trong 3D thì nó như vậy, hoặc nó tiện hơn chúng ta, tại vì chúng ta có thể model những cái vật thể 3D cho nó khớp với cái vật thể thật của mình. Còn nếu mà trong After Effects thì tất nhiên là về cái không gian 3D nó không có hỗ trợ tốt như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng cái kỹ thuật camera projection trong một số trường hợp. Ở đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn ha. Và chúng ta sẽ dùng một cái script. Đây là một cái script được dùng để thực hiện riêng cái lĩnh vực, riêng cái kỹ thuật camera projection. Mình sẽ share cho các bạn luôn ha. Cái link này, cái script này nó tên là Projection 3D. Và cái bài cuối khóa thì các bạn, mình nghĩ là cái này cũng là một cái mà các bạn có thể áp dụng được, tại vì nó rất là dễ, các bạn chỉ việc tìm những cái hình ảnh trên mạng đúng không? Hoặc là các bạn chụp ở nhà và sau đó các bạn thực hiện cái camera projection này. Để mà các bạn làm một số cái hiệu ứng, mình nghĩ là cũng cũng sẽ rất là thú vị. Sẽ đào thêm cái này.
Những cái vật liệu để thực hành thì mình đều đã đưa lên đây ha. Các bạn cứ lấy ra các bạn xài, các bạn làm thử. Rồi, thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một cái hình mà mình có sẵn. Đây. Đây là một cái hình rất là đơn giản. Mình chụp một cái hành lang ha, một cái hành lang. Và đây là một cái hình tĩnh, đúng không? Và chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật camera projection để chúng ta chiếu cái hành lang này lên những cái tấm plane, để rồi sau khi mà có những tấm plane này trong không gian thì chúng ta di chuyển camera để tạo ra một chút cái parallax, để cho tạo thành một cái cảnh quay động từ một cái hình tĩnh ha, đại khái là vậy đó. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái composition với cái hình này, và sau đó thì chúng ta sẽ vào Windows, chúng ta chạy cái script projection 3D. Được chưa? Thì đây là cái giao diện của cái script này. Thì nhìn thì có vẻ cũng hơi phức tạp, nhưng mà thực ra nó không có, nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần vài bước cơ bản thôi. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vào, chúng ta bấm vào cái Mac Camera. Đây là cái bước đầu tiên. Cái Mac Camera này để làm gì, là để cho chúng ta khớp cái camera với cái perspective của cái cảnh quay của mình, với cái hình của mình. Và nó sẽ tạo chúng ta một cái grid, những cái grid để chúng ta khớp. Tại vì grid thì sao? Grid thì nó có những cái đường thẳng để chúng ta so sánh, và nó sẽ tạo chúng ta một cái camera luôn ở đây ha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta chỉ việc bấm chữ C để chúng ta chuyển thành những cái công cụ để rotate và di chuyển camera, để chúng ta bắt đầu chúng ta đưa cái camera của mình vào, đưa cái scene của mình vào cái vị trí, và chúng ta sẽ làm sao đó chúng ta cố gắng chúng ta khớp cái đường thẳng và cái vị trí của những cái bức tường ha. Nó tạo sẵn cho chúng ta hiện tại là ba cái bức tường đằng sau nè, bức tường bên trái, bức tường phía dưới. Chúng ta khớp vị trí ba cái bức tường này với những cái bức tường ở bên trong cái hình của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái công cụ camera để chúng ta bắt đầu chúng ta rotate, và chúng ta làm sao đó cố gắng khớp cái cảnh quay với nhau. Được chưa? Rồi, đại khái chúng ta thấy những cái đường thẳng nó khớp với cái hình ảnh của mình. Như vậy là ok ha. Rồi, thì sau khi chúng ta đã khớp được cái perspective của cái camera rồi, bây giờ chúng ta sẽ transform cái những cái grid này để cho nó khớp với luôn cả với cái những cái vật thể bên trong, những cái bức tường bên trong cái hình của mình luôn. Để làm chuyện đó thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng High-On Layer này. Hiện tại mọi người thấy là nó đang highlight, tức là sao, tức là trong cái composition của mình là có cái layer đang bị ẩn đi. Thế thì chúng ta bật bấm vào đây để chúng ta bật cái grid này lên. Đây chính là cái helper grid của mình à, đúng không? Thì chúng ta sẽ mở cái helper grid này ra, chúng ta mở cái scale lên, chúng ta bấm chữ S, chúng ta mở cái scale lên, và chúng ta sẽ scale nó ha. Chúng ta sẽ tắt cái link giữa ba cái trục này đi ha, để mà chúng ta scale từng trục. Thì chúng ta sẽ scale sao cho ví dụ cái hành lang này nó sẽ chỉ nhỏ bằng cái con đường của mình thôi, cái con đường hành lang này thôi. Và chúng ta cũng có thể dịch chuyển cái layer này đến cái vị trí chúng ta muốn. Chưa? Sẽ scale nó lại.
Đó, nói chung là chúng ta dùng tất cả những cái công cụ xoay, công cụ transform để chúng ta làm sao chúng ta khớp được những cái vật thể trong không gian của mình và những cái grid ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ scale về cái trục y. À, chúng ta sẽ scale nó xuống. À, không cần phải hoàn toàn chính xác nhưng mà chúng ta làm sao để cho cái không gian của mình nó vừa khớp với cái tấm hình của mình thì tốt. Và bây giờ tất nhiên mọi người thấy là cái chúng ta thiếu cái trần, chúng ta thiếu cái tường bên phải, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ việc quay trở lại cái giao diện của cái thằng projection 3D này và chúng ta xuống cái phần helper grid. Thì ở đây là mọi người thấy nó check cho chúng ta ba cái ô là back, left và bottom. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn tạo thêm cái trần và cái tường bên phải thì chúng ta chỉ việc check vào cái ô top và cái ô right, tức là cái tường bên phải của mình, thì nó sẽ tạo chúng ta một cái ô, một những cái bức tường để chúng ta thực hiện. Rồi chúng ta sẽ scale scale ra chưa, sao cho cái những cái bức tường, những cái tuyết của mình nó phủ đầy cái hình ảnh của mình là ok nha. Rồi đại khái là như vậy. Thì chúng ta sau khi chúng ta transform cái helper grid này sao cho nó khớp với cái hình ảnh của mình, được chưa? Chúng ta có thể hai cái layer này lại luôn cũng được. Và sau khi có cái helper grid này ok rồi thì chúng ta sẽ bấm select cái camera và cái hình ha, tức là hai cái layer mà còn lại thôi chứ không có gì hết. Chúng ta select hai cái này và chúng ta sẽ bấm vào cái nút là create projection ở trong cái giao diện của projection 3D và nó sẽ hỏi chúng ta là muốn tạo ra bao nhiêu cái scene. Thì ở đây thì các bạn có thể hình dung là mỗi cái scene này nó sẽ project, chúng ta có thể project những cái hình ảnh riêng và nó sắp xếp nó theo như là những cái layer trong After Effects, tức là layer này nó sẽ nằm trên layer kia, đơn giản vậy thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo hai cái layer ha. Và sau khi mà chúng ta bấm OK thì không có gì xảy ra, hình ảnh nó trống. Đó là tại vì chúng ta chưa có thực hiện project trong những cái con này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái là cái projection scene 2 ha, tức là cái layer nằm phía dưới. Chúng ta sẽ vào đây và vào đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút là create surface using helper grid property. Tức là sao, có nghĩa là từ những cái helper grid mà nãy giờ chúng ta đã thực hiện, được chưa? Những cái grid này nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái layer solid để chúng ta chiếu hình ảnh lên. Thì ở đây chúng ta hiện tại chúng ta có bốn cái bức tường trên dưới trái phải rồi, đúng không? Bốn cái grid rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là bấm vào cái create surface using helper grid property, chúng ta bấm OK thì nó sẽ tạo ra cho các bạn thấy là gì, right, left, back, top, button, đúng không? Đó là tổng cộng là năm cái layer. Và chúng ta select, chúng ta sẽ thấy cái vị trí của nó hoàn toàn khớp với cái vị trí của cái grid của mình ha. Đó cho nên rất quan trọng là cái lúc chúng ta khớp cái grid của mình với cái perspective của cái hình làm sao cho nó khớp, thì khi mà chúng ta tạo cái layer thì nó cũng sẽ nằm đúng cái perspective luôn. Rồi mà khi mà chúng ta đã tạo cái những cái surface này rồi, những cái solid này rồi, thì chúng ta quay lại cái con chính của mình thì mọi người sẽ thấy cái scene của mình nó nằm ở đây, nó hiện ra ha. Nhưng mà ở đây là chúng ta đã project nó lên rồi, nó lên cái những cái solid rồi. Ở đây mình sẽ đổi tên cái này lại thành main com để cho nó dễ phân biệt. Rồi thì sau khi chúng ta có cái projection này rồi, chúng ta sẽ dùng cái camera 3D này ha. Và chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những cái chuyển động của camera. Thực hiện những cái chuyển động của camera. Và cái cảnh quay của mình nó sẽ có một số cái tính chất parallax trong đó. Đây mình sẽ giảm cái chất lượng xuống để các bạn thấy. Ví dụ như khi chúng ta đi vào, các bạn thấy là bây giờ thì cái camera mình nó sẽ có một chút cái parallax trong đó. Và chúng ta có thể rotate cái camera để chúng ta thấy nó rõ hơn.
cái chút y. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái tính chất parallax trong đó, tại vì bây giờ là sao, tại vì là thay vì là một cái hình phẳng thì bây giờ cái hình của mình nó được chiếu lên bốn cái solid 3D ha. Và nếu mà chúng ta muốn nhìn cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta có thể dùng cái camera chúng ta xoay như thế này, thì chúng ta thấy cái bố cục của cái scene của mình bây giờ thay vì là một cái hình tĩnh thì nó đã được chiếu lên một cái không gian 3D ha. Được chưa? Rồi. À, thì như vậy là sao? Như vậy là với cái cách thực hiện này chúng ta có thể tạo ra một chút cái chuyển động mang cái tính parallax cho những cái cảnh quay tĩnh. Và cái này dùng để làm gì? Cái này thường dùng khi mà chúng ta có những cái cảnh quay mà chúng ta không thể thực hiện được, chúng ta không thể quay được ở cái bối cảnh thật. Chẳng hạn như là khi mà các bạn muốn thực hiện một cái thành phố hoang tàn, đúng không? Một thành phố New York bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, hoang tàn này nọ, khói lửa này nọ. Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta đến tận nơi cái thành phố New York đó để chúng ta đuổi hết người ta đi, để chúng ta lấy một cái con không gian trống không như vậy để chúng ta quay một cái cảnh khói lửa. Thì có thể là chúng ta sẽ phải thực hiện cái camera projection này để chúng ta lấy cái bối cảnh đó về, chúng ta tạo cho nó một chút cái parallax, chúng ta cho nó một cái chuyển động cho cái cảnh quay, tạo nên một cái cảnh quay ảo ha. Thì đó là cái ứng dụng của cái kỹ thuật này. Ở đây có một cái lưu ý, đó là khi mà chúng ta, các bạn thấy khi mà chúng ta xoay camera ví dụ khi chúng ta xoay thì các bạn thấy là sao? Các bạn thấy là cái bức tường phía bên phải này nó bị biến dạng. Là tại vì sao? Là tại vì cái hình ảnh của mình nó chỉ là một cái tấm hình phẳng, đúng không? Nó chỉ là một cái tấm hình phẳng, các bạn thấy. Và ở đây nó có một cái lối đi vào, đúng không? Nó có một lối đi vào, nhưng mà ở đây cái tấm hình của mình thì nó phẳng, cho nên là khi mà chúng ta xoay camera nó nhiều quá, các bạn sẽ thấy cái sự distortion nó hiện ra liền, cái sự biến dạng nó bị hiện ra liền. Đó là tại vì sao? Tại vì rõ ràng nó chỉ là một cái tấm hình phẳng thôi, nó không phải là một cái lối đi vào thật, đúng không? Cho nên là khi chúng ta nhìn ở cái góc nào đó thì nó sẽ lòi cái lỗi đó ra. Thế thì cái việc mà thực hiện cái camera projection này á, không phải đơn giản là chúng ta chỉ chiếu lên bốn cái bức tường vậy là xong, mà để mà làm cho kỹ thì chúng ta còn phải, nếu mà thực ra làm cho kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ phải thực hiện những cái mô đồ ở những cái khu vực nhất định. Chẳng hạn như cái lối đi vào này, chúng ta sẽ phải làm cho nó một cái lối đi vào thật ha. Và để mà làm cái lối đi vào đó thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vào Photoshop, chúng ta xóa hoàn toàn cái bức tường nhô ra ở đây đi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn hiểu cái quy luật trước, chúng ta có thể tự tìm hiểu. Đây thì chúng ta sẽ vào Photoshop, các bạn thấy cái hình ảnh gốc của mình là chúng ta có cái bức tường ở phía này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào Photoshop, chúng ta xóa cái bức tường đó đi, chúng ta clone, chúng ta tạo ra một cái chúng ta extend cái bức tường bên trong này ra để tạo thành một cái bức tường mới, đúng không? Tạo ra bức tường mới nằm bên trong. Và với cái bức tường này thì chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh này để chúng ta chiếu lên cái những cái solid để mà tạo ra cho nó một cái không gian nó thực tế hơn, là thay vì chỉ chiếu một cái hình phẳng ha. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ vào trong cái projection scene 2, được chưa? Và trong cái projection scene 2 này thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ tắt cái dry layer này đi. Không phải là tắt mà là chúng ta sẽ scale nó xuống. Chúng ta sẽ tắt cái link này đi ha, và chúng ta sẽ scale nó.
Nếu chúng ta bật cái vào cái biểu tượng, chúng ta bật vào cái biểu tượng hai ion laser này, thì trong cái projection scene 2 chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái laser phía dưới. Trong đó chúng ta sẽ quan tâm đến cái projection image, tức là cái hình ảnh dùng để chiếu ha. Rồi, quay lại với cái bức tường bên phải của mình, chúng ta sẽ thay vì là bây giờ cái bức tường nó sẽ kéo dài về phía này, thì bây giờ cái bức tường của mình chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại để sao cho nó vừa khớp với cái bức tường bức tường gốc của mình thôi. Ở đây mình sẽ rồi scale nó lên chút. Đó. Vậy là chúng ta có cái bức tường đầu tiên ở phía xa ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ duplicate cái bức cái solid này. Chúng ta sẽ rotate nó 90 độ, được chưa? Và cái mục đích là cái gì? Mục đích là chúng ta sẽ dùng cái solid này để chúng ta làm dựng cho cái bức tường phía bên trong này. Được chưa? Sẽ scale cái này lên ha. Rồi, như vậy là sao? Như vậy là chúng ta đã có cái bức tường phía xa. Mình sẽ tắt cái hyper grid này đi cho mọi người thấy. Chúng ta sẽ có cái grid, chúng ta sẽ có cái bức tường ở bên phải và phía xa, chúng ta sẽ có cái bức tường bên phải nhưng mà bên trong, được chưa? Còn lại thì chúng ta sẽ cần có cái bottom, cái bottom của mình chúng ta sẽ scale cho nó rộng ra. Tại vì nếu chúng ta không scale cái bức sàn nhà này á, thì chúng ta quay lại cái main con của mình, các bạn thấy là bây giờ nó chiếu cái scene của mình lên thì cái phần phía dưới này nó sẽ bị hở ra. Mọi người thấy phần phía dưới này nó sẽ bị hở ra, vậy thì chúng ta không có muốn đúng không? Đó thì chúng ta sẽ mình sẽ thu nhỏ cái này lại một chút. Rồi, vậy thì cái bottom của mình chúng ta sẽ scale luôn. Chúng ta scale cho nó phủ ra ngoài này luôn ha. Tôi quay lại cái main con thì mọi người sẽ thấy là cái bây giờ cái phần sàn của mình đã được cover rồi. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ scale cái top, tức là cái trần của mình. Chúng ta cũng sẽ scale cái trục X. Chúng ta quay lại cái main con này, nó cũng đã cover cái top của mình rồi. Bây giờ cái bước còn lại là chúng ta sẽ đổi cái hình projection ha. Tại vì hiện tại chúng ta đang dùng cái hình ảnh gốc của mình để chúng ta chiếu, mà hồi nãy thì chúng ta đã dùng Photoshop để chúng ta xóa cái bức tường bên phải này, nên chúng ta sẽ dùng cái hình này để chúng ta chiếu, để chúng ta lấy cái hình ảnh bên trong của cái khu vực đi vào này ha. Vậy thì để mà thay thế cái hình ảnh vào trong cái scene 2 này, chúng ta sẽ chỉ việc đơn giản là chúng ta select cái layer là projection image, và chúng ta cũng select cái hình ảnh của mình trong cái cửa sổ project, và chúng ta bấm giữ cái phím Enter left, đúng không? Và chúng ta sẽ kéo xuống thì nó sẽ thay thế cái hình ảnh projection của mình. Và như vậy là chúng ta đã project xong cái scene phía sau, có cái thông tin của cái bức tường bên trong này, được chưa? Và cái việc đó là chúng ta đã thực hiện trong cái con projection scene 2. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái con projection scene 1 để chúng ta dựng lại cái bức tường còn lại, là cái bức tường phía này, đúng không? Và chúng ta chỉ cần riêng cái bức tường này thôi. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ bỏ check tất cả những cái grid mà chúng ta không cần. Chúng ta chỉ giữ lại cái grid phía bên phải thôi, được chưa? Và chúng ta bấm OK thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái grid, một cái solid phía bên phải thôi. Và với cái solid này chúng ta sẽ kéo nó về cái vị trí của cái bức tường bên
còn lại thôi ha. Thì các bạn thấy là nó cũng còn một số cái nhô ra nhô vô như thế này. Thì thực ra mình nói rồi, nếu mà chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ phải mô đồ chi tiết những cái vật nhô ra nhô vô như vậy để chúng ta project cho nó chính xác. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng không cần thiết cái việc đó, đúng không? Rồi. Rồi, thế thì bây giờ sau khi mà xong thì chúng ta sẽ quay lại cái main com. Thì các bạn thấy là sao? Các bạn thấy là bức tường thứ hai của mình nó đã được chèn vào lại. Đó là tại vì sao? Tại vì cái projection scene 2 của mình á, chúng ta đã chiếu cái bức tường còn lại lên đây. Còn cái projection scene scene 2 của mình thì là cái background mà có cái thông tin của cái tường bên trong. Còn cái projection scene 1 là cái tường nhô ra ở phía này. Như vậy chúng ta có hai cái com. Và hai con này nó sẽ hỗ trợ trong việc là tạo ra cái không gian 3D nó tốt hơn. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta xem cái không gian 3D, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái scene của mình bây giờ thay vì là một cái hình tĩnh, một cái hình tĩnh chúng ta chiếu lên cái hồi nãy như chúng ta thấy là cái bức tường phía bên phải này, thì bây giờ chúng ta có cái lối đi vào ở đây, chúng ta có cái lối đi vào ở đây và cái hình ảnh nó được chiếu lên cái lối đó, đúng không? Đó. Thì đó là mọi người thấy là nó sẽ thực tế hơn so với cái việc là nếu mà chúng ta chỉ là chiếu nó lên một cái hình, một cái solid tĩnh. Mình sẽ nên làm gì ở đây nhỉ? Ok, cũng không có vấn đề gì cái này. Để mình về mình sẽ xem lại, xem là tại sao nó lại bị như vậy. Cái tiếp theo nữa là sau khi chúng ta có cái camera như thế này, đúng không? Thì chúng ta có thể chèn thêm những cái hình ảnh vào trong đây để mà chúng ta tạo ra cái không gian ở trong cái không gian 3D này luôn. Thì ở đây ví dụ chúng ta có thể nó có một cái tính năng đó là với những cái solid mà chúng ta đã tạo ha, chẳng hạn ở đây chúng ta có cái bottom tức là cái sàn của mình, thì mỗi cái layer này chúng ta thấy là bên khi chúng ta select cái layer này ở trong cái phần effect control nó sẽ có cái những cái hiệu ứng tên là generate position ha. Thì cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để khi mà chúng ta lựa chọn một cái vị trí trong không gian, chẳng hạn chúng ta chọn vị trí này được chưa, và chúng ta sẽ khi nó chọn vị trí đó rồi thì chúng ta sẽ vào cái generate ở đây, chúng ta tạo ra ví dụ như là position from point ha. Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái null, nó sẽ tạo chúng ta một cái null ở ngay cái vị trí mà chúng ta đã chọn, và vị trí này nó sẽ là vị trí trong không gian nó đi theo cái camera của mình. Và với cái vị trí này thì chúng ta có thể chèn vào một cái hình. Chúng ta cũng sẽ dùng cái giao diện của Projection 3D. Chúng ta vào phần File ha, chúng ta chọn cái Import Image. Thì ở đây chúng ta ví dụ mình có một cái hình cái cô gái này, đúng không? Nó sẽ chọn cái hình này. Chúng ta đưa vào đây thì ngay lập tức là nó sẽ đưa cái hình ảnh của mình vào trong cái không gian của mình. Và chúng ta có thể chèn vào một cái yếu tố như thế này. Ở đây mình sẽ tạo cho một cái shadow cho cái cô gái này luôn, mình sẽ generate cái
feel. Mình xay nó xuống. Sẽ cho nó mà đi chút. Cho nó một chút Kepler. Rồi, thì cái hình cô gái này nó sẽ đi theo cái camera của mình luôn. Tại vì đây là một cái điểm trong không gian ha, một cái điểm trong không gian 3D mình đã chèn vào, cho nên là nó sẽ đi theo cái scene của mình. Và các bạn thấy là đây là cái hình tĩnh, nhưng mà chúng ta có thể chèn vào những cái video video ví dụ chúng ta quay trên phông xanh, và chúng ta có thể chèn vào đây, được chưa? Thì đó là cái ứng dụng của cái script Precision 3D. Nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái kỹ thuật projection. Thì thực ra những cái này nó ứng dụng rất là nhiều, như mình nói rồi ha, chúng ta có thể dùng để tạo ra những cái si não mà chúng ta không thể thực hiện được trong đời thực. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái bài tập hồi trước mình học, thì mình dùng chính cái scene này mình project lên để mình tạo ra cái hiệu ứng, tạo ra cái hiệu ứng đổ vỡ ha. Cái này thì mình mà project trong 3D và mình giả lập trong 3D luôn. Thì đó, các bạn thấy là nếu mà chúng ta quay thật đúng không, thì chúng ta mất công là chúng ta sẽ phải sao track này nọ các thứ phức tạp. Còn đây chúng ta dùng cái kỹ thuật camera prediction này, chúng ta project nó lên những cái vật thể 3D luôn, và chúng ta có thể dùng cái đó để chúng ta tạo những hiệu ứng giả lập này nọ cho nó. Chúng ta không cần phải track này nọ phức tạp đúng không, mà cái texture, cái hình ảnh thì nó đây là cái hình ảnh thật, cho nên là nó chiếu lên cho nên nhìn rất là thực tế. Các bạn thấy như vậy ha. Thì chúng ta không mất thời gian phải làm texture rồi các thứ các kiểu. Đó là cái mà chúng ta có thể ứng dụng, một cái chúng ta có thể ứng dụng. Rồi. Thì đây là để chúng ta là biết về cái projection 3D. Mình sẽ đun cái này lại. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái ví dụ với cái script này. Thời gian không cho phép nên chúng ta sẽ làm sẽ đi lướt qua thôi, được. Các bạn có thể lấy cái project này về các bạn xem thử ha. Thì ở đây mình có một cái scene, đây là mình tìm trên mạng, nhưng mà trong thực tế thì cũng có thể là khi mà chúng ta quay một cái cảnh quay nào đó đúng không, thì do kinh phí hoặc là do cái khả năng chúng ta không thể đi đến những cái nơi nào đó hoành tráng chúng ta quay. Ví dụ chúng ta chỉ quay được cái bối cảnh một cái tòa lâu đài cũ như này thôi. Ở phần còn lại là chúng ta sẽ dùng phông xanh, chúng ta che cái background lại, để mà khi mà vào trong kỹ xảo thì chúng ta sẽ loại bỏ cái background đi để chúng ta sử dụng cái tòa lâu đài của mình chẳng hạn đúng không. Thì đây là chẳng hạn là một cái scene như vậy. Chúng ta có một cái scene, một cái tòa lâu đài bình thường, và đằng sau là cái background phông xanh. Thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật camera prediction này để chúng ta tạo ra một chút cái chuyển động cho cái scene này, và chúng ta có thể phối hợp thêm những cái yếu tố phía sau chẳng hạn như là núi non hay là những cái tòa lâu đài khác, chúng ta chèn vào rồi chúng ta tạo cho nó một cái chuyển động. Thì như vậy là chúng ta tạo được một cái cảnh quay ảo dựa trên cái cảnh quay thật của mình đúng không? Đấy.
Thì một lần nữa mình nói là về cái mặt thẩm mỹ thì các bạn cũng thông cảm, tại vì là mình thì không phải là chuyên về matte painting hay là vẽ vời concept art gì, cho nên là về cái bối cảnh bố cục thì mình cũng chỉ sắp xếp tạm thôi, đúng không? Quan trọng ở đây là cho các bạn thấy cái việc ứng dụng của cái script này. Rồi thì cũng tương tự như nãy thôi, thì chúng ta sẽ sẽ sử dụng cái hình ha, sử dụng cái hình cái tòa lâu đài, và tòa lâu đài mình đã ghi phông xanh, và chúng ta có một cái hình tĩnh như thế này đó. Thì chúng ta sẽ sao, chúng ta sẽ đưa nó vào trong com, rồi chúng ta làm gì, chúng ta mở cái script Production 3D lên ha, chúng ta sẽ mask camera như hồi nãy. Và cái này thì mask dễ hơn nhiều, chúng ta chỉ cần hai cái tấm plane thôi, một tấm plane là tấm back đằng sau và một tấm plane là bottom ở phía dưới. Chúng ta sẽ bỏ cái left đi và chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta mask cái camera. Chưa? Chúng ta sao chúng ta khớp với cái đường đi. Chưa? Nghĩ là thế này là ổn. Rồi. Và chúng ta sẽ scale cái grid này lên ha. Thì mình nói rồi, cái grid này rất quan trọng, chúng ta phải làm cho nó đúng ngay từ lúc đầu, thì tại vì nó sẽ là những cái tấm solid để cho chúng ta chiếu vào sau này đó. Rồi sau khi xong thì chúng ta select cái camera của mình và cái footage, đúng không, và chúng ta bấm vào create projection. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra là hai cái scene luôn. Với cái scene đầu tiên, Production Scene 2, thì chúng ta chỉ việc vào đây chúng ta create surface using Hyper Grid. Chúng ta sẽ cần hai cái surface như vậy, đúng không? Với back và cái bottom. Thì như vậy là với cái này chúng ta có thể bắt đầu rotate cái camera. Các bạn thấy có một chút cái parallax. Cái vấn đề ở đây là cái gì? Đó là hai cái bức tường trải dài ra phía trước. Và hai bức tường này khi mà chúng ta xoay, các bạn sẽ thấy là nó, tại vì đơn giản nó chỉ là một cái hình chúng ta chiếu lên cái mặt phẳng thôi, đúng không? Cho nên là khi chúng ta xoay, các bạn sẽ thấy là nó bị méo liền, tại vì nó chỉ là một cái hình tĩnh thôi, nó chỉ là một cái hình phẳng thôi, không thể nào mà nó làm cho nó lồi lên được, đúng không? Thế thì để mà xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ vào cái projection scene 1 và chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta sẽ vào lại cái projection scene 2 ha, và chúng ta sẽ thay thế cái hình góc này thành một cái hình mà chúng ta đã xóa hai cái hàng rào này đi, hai cái đường thẳng này đi. Chúng ở này mình đã vào trong Photoshop, mình paint hai cái bức tường này đi rồi, đúng không? Mình clone, mình xóa đi rồi, thì nó chỉ còn lại cái đường đi thôi ha. Và với cái đường đi này thì chúng ta sẽ thay thế cái hình này vào cái hình projection của nó, bấm giữ phím bên tay lấy chúng ta thế vào. Rồi vậy thì quay lại cái main com, các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta có thể xoay cái main com này, và chúng ta, vì không có hai cái đường thẳng đó nên chúng ta thấy là nó cũng khá ok, đúng không? Nó không có hai cái đường đó thì nó sẽ không làm distort cái hình ảnh của mình. Rồi bây giờ chúng ta đến cái projection scene 1, thì chúng ta sẽ tạo riêng cho hai cái đường thẳng này. Chúng ta tạo một cái hình khối cho hai cái đường thẳng này sao cho nó phù hợp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái back và cái bottom đi ha. Chúng ta sẽ lấy cái left. Được chưa? Cái left và cái right. Và chúng ta bấm OK, nó sẽ tạo chúng ta hai cái solid. Thì với cái left này thì chúng ta sẽ kéo nó về vào bên trong đúng cái vị trí của cái con đường này,
ta scale lại. Chà. Chúng ta có thể xoay nó một chút. Rồi. Và với cái này thì chúng ta có thể bây giờ chúng ta sẽ dùng cái pen tool. Và chúng ta vẫn select cái bức tường phía bên trái của mình ha, chúng ta sẽ dùng cái pen tool. Chúng ta sẽ vẽ cái mác viền theo cái bức tường của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái mask này để chúng ta extrude cái vật thể của mình ra, tạo thành một cái vật thể 3D. À, thì chúng ta sẽ có cái mask này. Mình sẽ vào và chúng ta select cái mask. Và chúng ta vào cái cửa sổ Projection 3D, chúng ta vào cái tool. Chúng ta sẽ vào cái extrude. Cái depth size chúng ta sẽ chỉnh xuống khoảng chừng 50 đi. Chúng ta sẽ cover front face, back face. Và chúng ta sẽ bấm vào cái nút Create Surface. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái extrude cái mask của mình ra thành một cái khối, và chúng ta có thể dùng cái khối này để chúng ta project cái bức tường của mình. Chưa? Đó, thì như vậy chúng ta đã có một cái bức tường. Và cái bức tường này bây giờ thì nó được chiếu trên một cái vật thể 3D. Cho nên bây giờ các bạn thấy khi chúng ta xoay camera thì nó sẽ không có bị nó không có bị dịch chuyển quá nhiều. Nó sẽ không bị distort, đúng không? Rồi. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ làm cho cái bức tường số 2, đúng không? Bức tường số 2 chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Sử dụng cái mask chúng ta vẽ theo cái và chúng ta sẽ select cái mask này, chúng ta cũng sẽ vào cái cửa sổ Projection 3D, chúng ta vào tool, chúng ta extrude nó ra. Depth chúng ta để 50 front face back face ha. Okay, surface. Rồi, như vậy là chúng ta có hai cái bức tường, để chúng ta có thể thực hiện cái chuyển động camera. Thì nó là bây giờ thay vì là một cái hình phẳng thì bây giờ các bạn thấy là nó được chiếu trên một cái vật thể, một cái hình khối. Thì như vậy thì tất nhiên là khi mà di chuyển nó sẽ không có bị distort. Và tất nhiên là với cái kỹ thuật này thì chúng ta không phải là có thể di chuyển một cách tự do thoải mái được, đúng không? Cái này mình chỉ di chuyển để các bạn thấy cái hiệu quả của nó thôi, chứ còn lúc mà chúng ta di chuyển cái camera, chúng ta chỉ di chuyển một cái khoảng cách nhất định thôi để mà không có lộ cái perspective ra. Chứ nếu chúng ta di chuyển quá nhiều thì cái perspective nó sẽ bị lệch đi liền ha, các bạn sẽ thấy như vậy. Cho nên là cần phải cẩn thận cái việc đó. Ở đây thì mình đã thực hiện sẵn rồi. Và mình cũng đã up cái file này lên cái folder MAC của mình ha, và các bạn có thể down xuống các bạn tham khảo.
Thì cái việc thực hiện cũng giống như nãy giờ chúng ta làm thôi. Mình project lên hai cái bức tường, hai cái đường đi, hai cái đường thẳng chúng mình project lên, và sau đó thì những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là những cái ngọn núi phía sau hay là những cái tòa tháp này nọ chúng ta muốn ghép vào, thì chúng ta sẽ bố cục nó vào trong, có thể là vào một cái projection scene thứ ba, hoặc là chúng ta có thể ghép thẳng vào cái projection scene 2 cũng được. Ở đây thì mình để riêng ra một cái projection scene khác, và sau đó thì bố cục lại trong cái main com thì nó sẽ trở thành một cái scene duy nhất. Đấy, và cái việc mà chúng ta nhận cái artwork từ phía bên map painting, bộ phận map painting người ta bố cục cái không gian như nào, cái artwork như nào, núi non như nào, thì vào đây chúng ta sẽ sắp xếp lại đúng như vậy. Và để cho nó đảm bảo thì có thể là chúng ta sẽ phải lấy một cái hình reference, đúng không? Khi mà người ta đưa cho mình thì người ta sẽ cho mình một cái file composition, tức là người ta cho biết là người ta sẽ thiết kế như thế này, đây là cái hình tham khảo. Chúng ta sẽ lôi cái hình tham khảo này xuống, chúng ta chuyển nó thành cái dạng là guide layer. Cái guide layer thì nó sẽ không có hiện lên khi chúng ta render, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta nhìn cái so sánh cái bố cục xem là chúng ta sắp xếp như vậy có đúng hay chưa. Chúng ta có thể tắt mở cái layer guide này đi để chúng ta xem là chúng ta bố cục núi non rồi như vậy là đã ok chưa, nó phải chính xác với cái concept ạ, đúng không, chứ nó không thể nào mà sai được. Người ta thiết kế như nào thì chúng ta sẽ phải làm đúng như vậy đó, thì chúng ta sẽ so sánh như vậy, chúng ta xem là cái việc sắp xếp núi non của mình nó chính xác hay chưa đó, và cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép nó vào cái cảnh quay của mình. Rồi thì các bạn có thể xem qua cái project này để hiểu thêm về cái việc sử dụng cái projection 3D ha. Rồi. Bạn nào mà chưa có quyền truy cập thì cứ request đi rồi mình sẽ accept. Rồi. Đó là chúng ta tìm hiểu về map painting cũng như là cái projection 3D. Chúng ta hiểu cái tính chất của cái kỹ thuật này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái phần fanfic ha. Fanfic thì nó là cái kỹ thuật dùng để xóa bỏ những cái vật thể không cần thiết trong cảnh quay. Chẳng hạn như là xóa dây, chẳng hạn như là xóa những cái vật thể bị dư thừa khi mà quay chúng ta không để ý, rồi xóa track khi mà ví dụ máy quay người ta để trên cái đường ray để người ta quay đó, thì thường là cái đường ray lúc cuối nó sẽ chúng ta sẽ thấy cái đường ray nằm trên cái sàn đó, thì khi đó chúng ta phải xóa cái đường ray đi chứ nếu không thì khán giả người ta sẽ biết, đúng không? Rồi có thể dùng benefit để xóa mụn, làm đẹp cho diễn viên. Cái này thì các bạn sẽ thấy rất là thường xuyên ở trong những cái quảng cáo, quảng cáo TVC, đặc biệt ở Việt Nam, là các bạn sẽ thấy là cái việc mà xóa mụn làm đẹp da cho nhất là các diễn viên nữ là một cái việc rất là phổ biến. Diễn viên nam thì không sao, nhưng diễn viên nữ thì sẽ rất là phổ biến. Thì cái quy tắc để mà fanfic á, thì thật ra nó rất là đại khái là nó cũng rất là cơ bản. Đó là cái gì, đó là giống như các bạn biết bộ Ngũ Âm Chân Kinh của trong truyện Kim Dung á, cái câu mở đầu là gì, là ta nói là đạo trời đất lấy thừa mà bù vào thiếu, đúng không? Có nghĩa là cái gì, có nghĩa là trong cảnh quay chúng ta sẽ lấy những cái chỗ nào sạch chúng ta đập vào cái chỗ cần xóa, được chưa? Để mà chúng ta xóa nó đi. Hoặc là chúng ta tạo ra những cái chỗ sạch để chúng ta đập vào cái chỗ chúng ta cần xóa. Cái đó người ta gọi là tạo ra cái clean plate để chúng ta xóa. Thì ở đây mình sẽ làm một số cái ví dụ để các bạn thấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đơn giản, nhưng mà các bạn sẽ thấy là ứng dụng cũng rất là nhiều. Đó là cái việc xóa cái mụn cho diễn viên. Chẳng hạn như trong cảnh quay này.
Thì các bạn để ý là thấy là trên mặt diễn viên này có một cái mụn. Và như vậy là không thể chấp nhận được, nhất là với những diễn viên nữ đẹp lung linh thì chúng ta không thể để những cái mụn nó xuất hiện như thế này. Thế thì cái mụn này chúng ta sẽ phải xóa. Và để xóa cái mụn này thì chúng ta sẽ làm sao? Thường là chúng ta sẽ lấy những cái khu vực xung quanh của cái mụn này để chúng ta đập lên. Thì ở trong After Effects thì nó có cái công cụ clone tool để mà chúng ta xóa, chúng ta clone pixel giống như trong Photoshop, nhưng mà mình rất ít xài cái đó tại vì nó rất là khó sử dụng. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái công cụ bình thường chúng ta sẽ làm. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải gì? Tạo cái mask, đúng không? Chúng ta phải tạo cái mask cho nó. Và chúng ta sẽ chọn một cái frame ha, frame nào mà cái mụn này nó rõ nhất thì chúng ta sẽ tạo một cái solid. Với cái solid này chúng ta sẽ vẽ một cái mask để chúng ta cover cái mụn này. Với cái mask này chúng ta sẽ cho nó một chút cái feather. Cái việc mà chúng ta xóa fanfic thì lúc nào chúng ta cũng phải có một cái feather cho những cái mask của mình, cái đó rất quan trọng. Mình sẽ di chuyển cái anchor point vào của cái layer mask này vào đúng cái trọng tâm của nó luôn, để mà lát chúng ta sẽ lấy cái điểm track ra ta apply vào đây rồi ha. Như vậy là chúng ta có cái mask cho cái mụn của mình. Bây giờ thì cái việc tiếp theo nữa là chúng ta phải track theo cái mụn này để mà chúng ta đưa cái mask của mình đi theo cái mụn, đúng không? Vậy thì để mà track thì đơn giản, chúng ta sẽ vào cửa sổ, chúng ta mở cái tracker lên, track motion, đúng không? Và chúng ta sẽ đưa cái điểm track của mình vào đúng ngay cái mụn luôn. Nhớ là áp dụng một số cái để tăng cường cái kết quả track như là enhance before mask, hoặc là cái footage của mình nó tối quá thì chúng ta có thể tăng giảm độ sáng này nọ các thứ ha. Rồi và như vậy thì chúng ta sẽ bấm track. Cái này mình đang ở frame cuối nên chúng ta sẽ bấm track về phía sau. Rồi. Rồi ha. Thì như vậy là chúng ta đã có cái kết quả track cái mụn của mình. Thì sau khi có cái kết quả track này thì chúng ta sẽ Edit Target. Chúng ta sẽ chọn cái mask của mình ha, chúng ta bấm OK. Chúng ta bấm Apply. Đó. Vậy thì bây giờ cái mask của mình nó đã đi theo cái kết quả track của mình, đúng không? Rõ ràng các bạn thấy. Được chưa? Mình chỉ track đến phần này thôi, phần sau thì không cần thiết, đúng không? Rồi, sau khi chúng ta track xong, chúng ta đóng cái cửa sổ track lại. Rồi, và sau khi mà chúng ta có cái mask rồi, chúng ta đã track rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ duplicate cái footage của mình lên. Chúng ta sẽ dùng cái này làm cái patch. Người ta hay gọi là patch để mà gọi cái chỗ clean plate chúng ta dùng để chúng ta đập lên cái chỗ chúng ta cần xóa, ta gọi là patch. Thì cái patch này chúng ta sẽ dùng cái mask ha, dùng cái mask này để chúng ta làm cái alpha mệt chưa. Bây giờ chúng ta solo cái layer này, các bạn sẽ thấy đây là cái solo hiện cái layer hiện tại của mình, đang là cái vùng mụn này, đúng không? Đó. Rồi thế thì bây giờ với cái patch này chúng ta có thể sao di chuyển nó. Đó, chúng ta có thể di chuyển nó để chúng ta tìm một cái khu vực nào sạch ở trên cái mặt của con này để chúng ta đè lên cái mụn, để chúng ta xóa cái mụn nó đi, đúng không? Các bạn thấy bây giờ khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó hiển hiện ngay lập tức ở trên cái
composition của mình. Đó, và như vậy là với cái cách này thì chúng ta sẽ xóa được cái mụn, đúng không? Xóa được cái mụn của cô gái. Tại vì chúng ta đã dùng một cái miếng patch từ chính cái khuôn mặt cô này, chúng ta đẩy lên. Thì khi mà chúng ta lựa chọn cái vị trí để patch thì quan trọng là chúng ta chọn những vị trí nó ở gần cái khu vực đó. À, và những cái khu vực đó nó có cái độ sáng tối nó không quá khác biệt so với cái khu vực mà chúng ta muốn xóa. Ví dụ ở đây chúng ta chọn cái patch này mà chúng ta lấy những cái khu vực nó tối quá thì các bạn thấy nó sẽ rõ ràng nó hiện ra rất là kỳ. À, hoặc là sáng quá cũng không được, đúng không? À, thì chúng ta phải lấy những cái khu vực nào mà nó ở gần nhất so với cái vùng này. À, và tất nhiên là chúng ta sẽ lấy đẩy lên đẩy xuống gì đó cho nó cái độ sáng tối nó thật là chính xác. Và như vậy là sau khi xong thì sao, thì chúng ta chạy chúng ta sẽ thấy là cái mụn của mình nó đã được xóa đi rồi, đúng không? Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta thực hiện cái việc xóa một cái mụn. Đây là một cái thao tác mà các bạn thấy là nó sẽ rất là phổ biến khi mà chúng ta làm về kỹ xảo. À, nó không phải lúc nào cũng là những cái hoành tráng bom đạn này đâu, mà đôi lúc nó chỉ là những cái vớ vẩn như thế này thôi, nhưng mà đó là công việc, đúng không? Và nhất là khi chúng ta làm cho quảng cáo thì các bạn sẽ thấy là đặc biệt là những diễn viên nữ người ta sẽ rất là cần cái việc chúng ta xóa mụn, xóa nếp nhăn. Rồi không chỉ vậy, chúng ta còn phải làm hồng môi, chúng ta phải làm cho mắt long lanh hơn, chúng ta phải làm cho nói chung là da dẻ mượt mà hơn, các kiểu đó. Những cái đó thì mình nghĩ là các bạn sẽ làm được, thì những cái kỹ năng mà các bạn đã học hết rồi, chúng ta có thể sao roto cái khuôn mặt ra, đúng không? À, chúng ta check cái mask, rồi chúng ta sẽ dùng blur, chúng ta đánh cho nó thẳng đi một chút, rồi chúng ta có thể sharpen cái khuôn mắt lên tí cho nó long lanh hơn. À, chúng ta tăng contrast lên, hoặc là về môi thì chúng ta có thể chỉnh mà hồng lên tí các thứ. À, những cái đó là những cái mà các bạn thấy là sẽ thực hiện rất là nhiều khi mà chúng ta đặc biệt là làm về quảng cáo. Rồi, đây là một cái ví dụ đơn giản như vậy để cho chúng ta thấy cái việc sử dụng cái clean plate để chúng ta thực hiện cái việc xóa vật thể không cần thiết. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái ví dụ khác, thì nó mang cái tính gọi là phức tạp hơn tí, cũng không có vấn đề gì, chúng ta làm rất là dễ. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ này. Đây đều là những cái phút tịch trong phim mình đã từng làm, thì các bạn thấy là những cái kỹ thuật này đó chúng ta áp dụng trong phim ảnh một cách rất là rõ ràng ha, chứ không phải là chúng ta làm cho vui. Rồi thì bây giờ với cái phút tịch này thì các bạn thấy là cái dây nó là cái dây này khá là và cũng khá là dài. À, đúng không? Các bạn xem cái phút tịch. À, cái vấn đề trong đây là thứ nhất là cái dây này nó khá là dài, nó trải từ phía cái song sắt cho đến cái quần của anh chàng này. Cái thứ hai nữa là cái cảnh quay này nó xoay. Đó. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này á, chúng ta không thể nào dùng cái patch như hồi nãy được. Chúng ta không thể chúng ta roto cái chỗ cái dây này ra xong chúng ta lấy một cái chỗ nào trong cái scene này chúng ta patch vào được. À, rất là khó, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta nên nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ tạo ra một cái clean plate hoàn chỉnh, và cái clean plate này nó sẽ cover từ cái chỗ anh này đứng cho đến cái chỗ cuối của cái dây này luôn, nó co trải dài từ đây cho đến đây luôn, để mà sau đó chúng ta sẽ thế nó vào đây. Và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta sẽ track theo cái cảnh quay này để chúng ta đập cái clean plate đó vào, đúng không? Rồi. À, hai vấn đề như vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào Photoshop. À, chúng ta sẽ lấy ra một cái frame nào đó trong cái chuỗi hình này. Đó cũng chính là cái lý do tại sao khi mà làm kỹ xảo người ta rất là thích dùng sequence, người ta không thích dùng video, tại vì người ta có thể lấy ra bất kỳ cái frame nào nó rất là tiện nếu mà chúng ta dùng sequence. Rồi ở đây chúng ta sẽ mở một cái frame đầu tiên lên.
Và với cái frame này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta dùng cái công cụ clone của Photoshop. Mình thích dùng công cụ clone trong Photoshop tại vì nó dễ sử dụng. Thay vì chúng ta dùng trong After Effects mệt lắm, chúng ta dùng trong Photoshop nó tiện, chúng ta tạo ra một cái template chúng ta đập trở lại. Đó là cái kỹ thuật rất là thường ở trong chúng ta Benfix. Và chúng ta sẽ chọn một cái kích thước cái brush cho nó phù hợp, đúng không? Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta clone, chúng ta xóa cái dây này, chúng ta tạo ra một cái clean plate. Ở đây thì cái cách clone cũng rất là dễ, chúng ta bấm phím Enter, chúng ta sample một cái điểm, sau đó chúng ta sẽ dùng cái điểm đó chúng ta đè lên cái điểm chúng ta muốn xóa, đúng không? Đó. Và ở đây cái kinh nghiệm là khi chúng ta clone những cái về hình ảnh mà nó có cái pattern như thế này, những cái đường sọc nó lặp lại như thế này, chúng ta phải tuyệt đối giữ cho đúng cái pattern. Tức là sao chúng ta sample những cái vị trí nó đúng và chúng ta đè lên đúng cái vị trí mà những cái đường thẳng này nó sẽ nằm. Đó. Chưa? Và cứ như vậy chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta clone. Đó, cứ như vậy chúng ta sẽ clone. Clone sao cho mất cái dây này. Chưa? Ở đây mình đã làm sẵn. Rồi, và chúng ta xem mình mở lên cho các bạn xem thì ở đây là mình đã clone. Và thậm chí là mình clone luôn cái anh chàng này tại vì mình sẽ expand cái clean plate này rộng nhất có thể để mà khi vào chúng ta nhiều khi chúng ta có thể chúng ta cần dùng nhiều hơn thì chúng ta sẽ không cần phải quay trở lại Photoshop chúng ta làm. Rồi thì cái hình ảnh đầu tiên của mình này với cái anh chàng này thì chúng ta sẽ dùng những cái mảnh chúng ta lấy từ những chỗ khác, đúng không? Chúng ta ví dụ đây là mình lấy một cái mảng từ phía này, lấy cái mảng từ phía này chúng ta đập lên đây, được chưa? Đó. Chứ chúng ta nếu cái này mà chúng ta dùng clone á, dùng cái clone tool chúng ta xóa thì nó rất là khó. Nên chúng ta dùng một cái mảng đập lên luôn và sau đó chúng ta blend cái mảng đó lại, thì chúng ta tạo ra một cái miếng clean, miếng pack clean thế này. Rồi. Rồi như vậy là khi mà chúng ta có cái clean plate như thế này, chúng ta có một cái clean plate tĩnh như thế này rồi, chúng ta sẽ xuất cái này ra dưới cái dạng hình nào đó, JPEG tiếp gì đó ha. Rồi xong thì chúng ta quay lại After Effects. Quay lại After Effects thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ đưa cái hình tĩnh, cái hình clean plate của mình vào. Chúng ta để đây ha, chúng ta đặt cái tên là clean plate. Và bây giờ chúng ta sẽ track. Chúng ta bắt đầu chúng ta track thì mình sẽ mở cái tracker lên và để mà ví dụ mình muốn thay một cái plate nó trải dài từ cái chỗ đầu dây này đến cái chỗ anh chàng này ha thì nó là một cái nguyên cái mảng này. Thế thì khi mà chúng ta track chúng ta đừng có track riêng cái khu vực nào, ví dụ chúng ta track thấy có một hai điểm ở đây. Chúng ta thấy có những cái điểm này ha, điểm đầu này chúng ta thấy ok là chúng ta track hai cái check cái position và scale luôn. Rồi ví dụ có hai cái điểm này chúng ta lại bố cục nó đâu đó ở gần nhau tại vì chúng ta thấy chỗ này nó có nhiều điểm mà. Đó, chúng ta đặt chúng ta track đây luôn. Thế thì mình nói rồi ha, khi mà chúng ta track một cái miếng một cái vùng mà nó rộng thì chúng ta nên bố cục cái checkpoint nó cũng trải dài trên cái chỗ chúng ta muốn track. Chúng ta đừng có chen cái những cái điểm track nó quá sát nhau. Thì với cái chỗ này chúng ta nên bố cục nó một cái điểm track ở đây và một điểm track nó sẽ nằm tuốt ở phía này. Thì như vậy khi mà ra cái kết quả về rotation và scale nó sẽ chính xác hơn. Một cái nó sẽ nằm ở đâu đó gần cái dây, gần cái đầu dây này. Chúng ta sẽ lấy cái điểm màu trắng này đi chẳng hạn. Đó thì chúng ta sẽ lấy hai cái điểm track như thế này để cho nó cái về nó ra kết quả scale và rotation nó chính xác hơn. Rồi. Vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ vào cái tracker chúng ta tắt cái điểm số 2 đi, chúng ta tắt cái điểm số 1 trước. Chưa? Nhớ là chúng ta check cái enhance before match. Rồi. Đó, chúng ta check. Điểm này cũng khá dễ đúng không? Không có vấn đề gì, chúng ta tắt cái điểm này, bật cái điểm số 2 lên. Điểm số 2 mình nghĩ là sẽ khó hơn. Nó sẽ bị dập.
chúng ta phải chỉnh lại thôi. À, tất nhiên là mình đã từng làm cái scene này rồi cho nên mình biết cái điểm nào được ha. Còn tất nhiên là khi chúng ta thử thì chúng ta làm bắt đầu một cái job mới chúng ta phải thử thôi, phải xem là điểm nào chắc được. Đó là một cái công việc đòi hỏi cái tính thử thử nghiệm ha, trial and error. Nó không thể nào có chuyện là mới vô đã đòi check thành công ngay thì nó cũng hên quá đúng không? Công việc là như vậy. Rồi. Có hai điểm check. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái null. Cái null này chúng ta sẽ bố cục nó đâu đó ở khoảng giữa này. À. Chúng ta sẽ quay về cái frame số 1, tại vì frame số 1 là cái chỗ cái template của mình, chúng ta chọn template là frame số 1, chúng ta nên quay lại cái frame số 1. Và chúng ta sẽ edit target, chúng ta chọn cái null của mình. Apply. Bây giờ cái null của mình nó sẽ đi theo cái hai cái tracker của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu link cái clean plate này vào trong cái null. Đó, thì mọi người thấy là bây giờ cái clean plate mình nó đi theo cái chuyển động của camera rồi ha. Được chưa? Cái việc còn lại là gì? Việc còn lại là chúng ta sẽ roto để chúng ta giới hạn cái vùng nào mà cái clean plate của mình nó chúng ta cần xài. Roto lộn sang cái null rồi, chúng ta sẽ select cái clean đó. Đó là cái lý do mà khi mà chúng ta làm cái clean plate chúng ta nên làm rộng ra để mà khi vào chúng ta có thể có những cái chỗ nào đó chúng ta cái cơ thể của diễn viên nó lòi vô thì chúng ta có thể gia hạn cái clean plate một chút cũng không sao, chúng ta không phải vào Photoshop chúng ta làm lại. Thì thực ra chúng ta chỉ cần cái clean plate nó đến khoảng cái quần của anh chàng này thôi nè, đúng không? Đó, đến khoảng này. Và tất nhiên là khi mà chúng ta đè lên cái nhân vật diễn viên này á, thì nó sẽ che mất cái phần cơ thể của anh này, thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải roto cái chỗ này để chúng ta đè lên lại cái chân ha. Cái này mình chỉ làm ví dụ thôi, còn tất nhiên là khi mà làm thật thì chúng ta sẽ phải roto cho nó kỹ. Chúng ta đè lên lại cái này là cái nó sẽ đặt tên là foot, đè lên cái kinh tế của mình. Đó, để khi mà chúng ta đè clean plate lên thì chúng ta vẫn còn không có đè lên cái chân của anh chàng này ha. Rồi thì các bạn thấy là đây là cái cách thức chúng ta thực hiện một cái xóa dây, biện pháp xóa dây mà sử dụng clean plate. Chúng ta tạo một cái clean plate và chúng ta đè nó lên. Chúng ta track theo cái chuyển động camera, chuyển động của cảnh quay để chúng ta thực hiện cái việc xóa dây. Chứ nếu mà với những cái cảnh này mà chúng ta dùng clone tool để chúng ta xóa từng cái chỗ này thì nó sẽ cực kỳ gian nan vất vả. Rồi, thì đó là cái kỹ thuật Paint Fix. Thì những cái ví dụ này mình đều để trên folder các bạn có thể xem. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái ví dụ vui. Làm một cái hiệu ứng vui vui để cho các bạn có thể thử ở nhà này. Chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng super jump. Ở đây mình có một cái cảnh quay như thế này. Anh chàng này ảnh nhảy một phát xong anh chị đi ra ngoài ha. Và mình sẽ làm cho anh chàng này ảnh bay tuốt lên trên giống như là siêu nhân. Và để làm chuyện đó thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải xóa cái anh chàng này,
ở cái phần sau lúc mà anh chạy ra, thì chúng ta sẽ cần một cái clean plate, và người ta đã chủ ý khi quay người ta đã để lại một đoạn không có nhân vật để mà chúng ta dùng làm cái clean plate, đúng không? Đó. Thế thì ngay cái chỗ mà anh chạy xuống, anh đi xuống, anh đi ra, và chúng ta có cái clean plate ở đây, chúng ta sẽ free cái frame ở đây, bấm chuột phải chúng ta chọn free frame, đặt là clean plate. Và sau đó thì sao? Sau đó thì chúng ta sẽ check motion, đúng không? Rotation mình nghĩ là không cần scale. Và chúng ta sẽ đặt hai cái điểm check ở đâu, một cái ở đây, một cái ở đâu, một cái sẽ nằm dưới đây. Mình có thể đặt ở trên đây, nhưng mà như mình nói rồi, chúng ta cố gắng chúng ta chải cái điểm check của mình làm sao đó nó gọi là nó bố cục đều ở trên cái plate của mình thì tốt nhất. Chúng ta đừng có bố cục nó quá gần nhau, hai cái điểm trên đây nhiều khi nó lại gần nhau quá, đúng không? Hay là nó nằm cùng ở trên một cái phía thì nó sẽ có thể nó bị kết quả nó không tốt lắm. Chúng ta sẽ check hai cái điểm này, tắt cái điểm số 2 đi, check điểm số 1 trước, đúng không? Điểm này thì mình nghĩ là sẽ rất là dễ. Phần trước thì thực ra mình không cần track, nhưng mà thôi đã track rồi cứ track luôn, tại vì phần trước thì chúng ta chưa cần cái clean plate của mình. Rồi tắt điểm số 1 đi, mở điểm số 2 lên. Điểm này thì chắc là sẽ khó hơn một chút, có không? Không khó. Ok, vậy là quá tốt, đúng không? Rồi chúng ta có hai điểm track. Chúng ta sẽ đến cái chỗ clean plate này, chúng ta có thể apply thẳng vào cái clean plate của mình luôn. Mình nghĩ là vậy, chúng ta sẽ edit target clean plate apply. Rồi. Không được, ha. Các bạn thấy là nếu chúng ta apply thẳng vào clean plate thì nó sẽ thay đổi cái rotate của mình luôn. Chúng ta sẽ áp dụng vào một cái null. Cái null sẽ để nó nằm đâu đó ở đây. Và chúng ta sẽ edit target null apply, và với cái null này chúng ta sẽ link cái clean plate của mình vào. Rồi như vậy là chúng ta có cái clean plate, đúng không? Nó di chuyển theo cái di chuyển cái chuyển động của camera. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mask cái clean plate này lại ở cái khu vực vừa phải thôi, ngay cover được cái nhân vật của mình thôi là được. Và chúng ta nhớ là cái mask của mình lúc nào nó cũng phải có một cái feather, nhất là cho những cái tác vụ về benefit. Và chúng ta sẽ bật cái clean plate của mình lên. Nếu mà cái mask của mình nó hở ra thì chúng ta sẽ expand nó ra một tí. Và tất nhiên là cái clean plate của mình nó chỉ xuất hiện sau khi mà anh chàng này nhảy lên thôi, cho nên là chúng ta sẽ xem coi lúc nào là anh nhảy lên. Bây giờ chúng ta sẽ thấy anh này anh nhảy lên đây thì vừa như này thôi là chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện hiệu ứng ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Đó, thì từ chỗ này thì anh chàng này anh sẽ nhảy lên. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ sau khi đã có xong cái clean plate rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta roto cái anh chàng này ra character. Mình free frame ngay cái chỗ này và chúng ta sẽ roto cái anh này ra, tại vì đây là một cái hình tĩnh nên rất là nhanh, chúng
ta sẽ chỉ cần roto bắn ra thôi. Cho cái mask này một chút cái feather. Rồi. Và với cái nhân vật này chúng ta sẽ key. Sẽ để cái character này lên trên cái clean plate đúng không? Tại vì chúng ta cần cái clean plate cái character này để lên cái clean plate của mình. Ta sẽ cho cái nhân vật này nó bay lên. Và chúng ta sẽ cho nó một cái motion blur. Trước đó thì chúng ta sẽ tắt cái layer này đi. Thì chúng ta sẽ thực hiện được một cái hiệu ứng siêu nhân bay đúng không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải chèn thêm một số thứ màu mè vào để cho nó nhìn nó hoành tráng hơn. Chúng ta sẽ thêm một chút smoke, debris, crack, chúng ta bỏ vào. Mình sẽ thêm vào cái debris trước. Cái này là cái hiệu ứng đất vỡ. Chúng ta sẽ đặt nó ở đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ link nó vào cái null của mình để cho nó đi theo cái chuyển động của camera. Và tất nhiên là phải chỉnh màu. Đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái ground crack là cái đất lở. Sẽ link nó vào cái nút luôn. Scale nó làm chút. Và cuối cùng là smoke chút cái khói. Khói. Ta sẽ chuyển nó thành cái chế độ là screen giảm opacity lên một chút. Tất nhiên là chúng ta phải mask nó. Rồi, thì các bạn thấy là cái hiệu ứng super jump là có thể thực hiện ha. Thậm chí là các bạn có thể thực hiện ở nhà, đúng không? Cái này cũng không có gì quá phức tạp, cũng nhờ người thân nào đó chúng ta quay và chúng ta thực hiện rất là dễ. Những cái đất vỡ này nọ chúng ta có thể tìm trên mạng hoặc là có thể dùng lại những cái mình dùng ở đây thì rất là dễ này, đúng không? Rồi, đây là một cái hiệu ứng để cho các bạn cũng tham khảo cho vui ha. Nó cũng áp dụng trên cái yếu tố sử dụng cái clean plate để mà xóa cái footage, đúng không? Chẳng qua là áp dụng thêm trong một số cái tình huống. Rồi,
Xong, bây giờ thì hôm bữa có bạn hỏi mình cái cách mà chúng ta import animation vào trong Element 3D. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì thực ra thì trong Element 3D thì nó hỗ trợ import về animation á, thì nó hỗ trợ import hai cái loại file. Cái thứ nhất là đây mình sẽ vào scene setup của Element ha, thì các bạn thấy là vào cái phần file của mình á, import 3D sequence. Thì hôm nay nó sẽ hỗ trợ chúng ta hai cái loại file. Cái thứ nhất là C4D, chấm C4D, thứ hai là OBJ, tức là nó sẽ hỗ trợ Cinema 4D ha. Và hỗ trợ cái sequence OBJ. Thì chúng ta sẽ làm sao để chúng ta lấy cái hai cái này ra. Cái thứ nhất là ví dụ khi mà các bạn có Cinema 4D á, chẳng hạn nếu mà các bạn có Cinema 4D rồi các bạn thực hiện một cái diễn hoạt gì đó, đúng không? Chẳng hạn đây mình sẽ tạo một cái diễn hoạt cơ bản, một cái hình hộp, tạo key cho nó di chuyển thôi. Đúng không? Đó, thì chúng ta có một cái chuyển động. Thì khi mà để chuyển qua bên After Effects, một cái chuyển động cơ bản như này thì chuyển qua được, nhưng mà cái vấn đề là cái vật thể của mình chúng ta phải chuyển nó dành cái dạng là editable, tức là nó là một cái dạng có thể can thiệp vào polygon với lại s này nó các thứ vertex, thì phải chuyển thành dạng này thì chúng ta mới đưa qua bên Cinema Element 3D nó mới hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp cái file này lại. Đặt tên là test đi. Thì sau đó chúng ta vào trong After Effects. Chúng ta áp dụng cái element vào một cái solid và chúng ta vào scene setup. Và chúng ta vào file import ha, 3D sequence. Và chúng ta sẽ chọn cái test.c4d mà chúng ta mới làm. Thì nó sẽ hiện ra chúng ta cái sequence import. Và chúng ta có thể thấy là nó có cái chuyển động trong đây chưa. Chúng ta tạo cái camera, thì thực ra cái file mà C4D chuyển qua nó sẽ hơi nặng, cho nên các bạn cần cần chú ý. Được chưa? Đó là với trường hợp một cái file chuyển động nó đơn giản như vậy ha. Bây giờ trong trường hợp là khi mà các bạn lên trên mạng, các bạn tìm trên những cái trang free 3D này nọ đó, như mình có chỉ đó, thì các bạn download về những cái file, trong đó thì có những cái file người ta có những cái chuyển động nhân vật nó phức tạp. Thì ví dụ như cái này. Mình sẽ mở một cái project mới. Đấy, ví dụ như là chúng ta có một cái nhân vật, cái người chuyển động ha, một người đi bộ, được chưa? Thì để mà thực hiện cái chuyển cái này sang Element 3D á, thì nó cần thực hiện một cái bước nữa, đó là chúng ta sẽ phải tại vì cái này nó là những cái chuyển động phức tạp, đôi khi nó là người ta gắn xương vào ha, gắn xương vào cái và người ta gọi là dùng cái model của mình để làm cái skin cho cái xương. Thì các bạn thấy nó có xương rồi nó có skin này nọ đủ thứ. Mấy cái này tất nhiên là đưa vào Element 3D nó không có hiểu. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải thực hiện một cái bước, đó là chúng ta vào trong Windows, ta mở cửa sổ Windows lên, chúng ta mở cái timeline lên ha. Và trong cái timeline này chúng ta select cái object, toàn bộ cái object của mình, chúng ta vào cái function. Vào cái function và chúng ta sẽ bấm vào cái pack object.
Thì cái chức năng back này nó sẽ cơ bản là nó sẽ loại bỏ cái xương hay là cái skin, những cái hiệu ứng đó ra, và cơ bản là nó sẽ áp dụng cái key cho từng cái frame vào cái model của mình luôn. Tức là đại khái là chúng ta không cần cái xương gì nọ để điều khiển cái việc đi lại, chuyển động nữa. Đó. Và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái object copy, nó ghi cái chữ copy này. Chúng ta chỉ việc xóa cái cũ đi ha. Chúng ta xóa những cái không cần thiết đi, xương xóa hết đi. Chúng ta lôi cái vật thể chính của mình ra thôi. Chúng ta xóa cái skin luôn. Và như vậy là cuối cùng thì mọi người thấy là mặc dù không có skin, không có xương, nhưng mà vật thể của mình nó vẫn đi lại như bình thường. Tại vì là nó đã key, mọi người thấy là từng cái key nó để ở trên timeline nè, nó pick cái chuyển động của mình vào từng cái key rồi. Và với cái cách này thì chúng ta sẽ có thể chúng ta export cái obj sequence ha. Chúng ta dùng cái vào export, chúng ta chọn cái obj sequence. Cái này thực ra nó không có nằm sẵn trong Cinema 4D, mà chúng ta phải dùng một cái script trên mạng, mình có download đây các bạn, nếu ai cần mình sẽ chuyển cho các bạn. Mình dùng cái script này mình copy vào cái folder của Cinema 4D, nó sẽ nằm sẵn trong đây. Thì chúng ta chỉ việc select cái vật thể của mình, chúng ta vào file export, và chúng ta chọn cái obj sequence, chúng ta chọn cái chỗ để save này nọ rất cơ bản bình thường. Chúng ta đặt tên, chúng ta bấm save thì nó sẽ lưu ra cho chúng ta một đống cái sequence obj như thế này, giống như là sequence về hình ảnh thôi, nhưng mà cái này là về obj. Và với cái này thì chúng ta có thể vào trong After Effects, đúng không, vào scene setup này, vào file import 3D sequence, và chúng ta sẽ tìm đến cái obj của mình. Chúng ta chọn vào một file đầu tiên, chúng ta bấm open. Nó sẽ cho chúng ta load material vào, chúng ta tự chúng ta load vào ha. Cái này thì chúng ta tìm đến cái texture của nó thôi. Và sau đó chúng ta bấm OK thì cái nhân vật 3D của mình nó sẽ được đưa vào trong cái chuyển động, nó sẽ đưa vào trong cái scene element của mình. Và các bạn có thể thực hiện các hiệu ứng gì tùy các bạn ha. Track camera gì đó, rồi ghép vào gì đó, vân vân, các thể loại. Cái này nó sẽ tương tác với cái camera như bình thường. Nó là một cái vật thể 3D. Nó sẽ hơi nặng ha. Những cái này nó sẽ hơi nặng một chút, chúng ta phải có thể sẽ phải giảm cái resolution xuống. Rồi thì đây là cái cách để các bạn đây là cái cách để các bạn import những cái chuyển động vào trong element 3D. Thì thường là chúng ta cũng phải có sự phối hợp của một cái phần mềm 3D nào đó, không phải là Cinema 4D thì cũng phải là Maya hay Max gì đó, hay là Blender gì đó mình cũng không biết, thì để mà xuất ra cái obj sequence. Chứ còn nếu mà dùng C4D thì nó chỉ import được những cái chuyển động cũng đừng không phức tạp quá, và chúng ta cũng phải chuyển nó thành cái dạng editable chúng ta mới import được ha. Rồi hôm nay thì nội dung ta đến đây. Hôm nay thì bài hơi nhiều, tại vì thực ra chúng ta chỉ còn có một buổi nữa, cho nên là mình phải tranh thủ mình chạy một chút. Các bạn cố gắng xem lại video, và nếu mà có chỗ nào không hiểu thì cứ thoải mái chat với mình, chat qua kênh chat này cũng được, hoặc là chat thẳng với Zalo của mình hoặc là Facebook của mình nha. Thì mình sẽ cố gắng mình giúp các bạn. Những cái file mẫu thì mình đều đã up lên, cho nên là các bạn cũng cứ lên đó các bạn lấy xuống mà xem nghiên cứu ha. Có ai có câu hỏi gì không về bài cuối khóa này nọ? Bạn có hai bạn đang có định hỏi gì không? Plugin đúng không? Cái này nó nằm trong cái folder cái bài mẫu hồi nãy, thì các bạn cứ lấy ra trong file zip. Rồi yên tâm đi, bạn các bạn request là nó nằm trong mail của mình biết mà. Bạn trước giờ bạn nào request mình đều accept hết.
Yên tâm. Rồi. Không có vấn đề gì nữa thì chúng ta nghỉ ha. Điểm danh, bạn nào có mặt thì chúng ta điểm danh ha. Hai bạn Thác Thảo Hương và Quang Vũ Nhi thì có rồi nè. Nhi rồi. Thác Thảo Hương rồi. Rồi các bạn còn lại là mình ai có mặt thì mình điểm danh cho mình nha. Điểm Thị Nguyên. Vì Tuấn Thành có thầy ơi, em không có chat được. Tuấn Thành đúng không? Tuấn Thành. Vâng. Rồi còn ai nữa không nè? Phạm Khánh Nhân. À, các bạn không có nè, Võ Đình Duy Nghiêm nè, Nguyễn Kiều My nè, à. Mấy bạn đó có không? Hai bạn, Nguyễn Kiều My với lại Võ Đình Duy Nghiêm, không có đúng không? Rồi, thôi, bữa hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong bữa cuối cùng, bữa sau. Nếu mà trong nút thì nó có sẵn cái nốt để mà làm camera projection luôn á. Nó không cần phải dùng plugin. Thì nếu mà em muốn tìm hiểu thì cứ YouTube mà chiến thôi. Đúng không? Giờ cái gì thì nó cũng trên YouTube hết. Thì các bạn có thể tìm cái keyword chẳng hạn như là camera technique in nút đó. Về 3D thì cái nào nó cũng tương tự như nào à, các bạn dùng các bạn có thể xem người ta hướng dẫn trong 3D Smart hay là trong Maya hay là Blender thì nó áp dụng cũng tự tự vậy trong Cinema 4D thôi, chẳng qua là cái công cụ nó khác. Chứ còn đa phần là các phần mềm 3D nó đều hỗ trợ cái này hết. Đây. Thì nó sẽ có những cái tutorial thôi, cũng rất là bình thường. Chứ đâu có vấn đề gì đúng không? Thực ra cái camera projection này nó ứng dụng nhiều lắm, nếu mà các bạn tìm hiểu. Ở đây mình có một cái ví dụ hồi xưa mình có làm một cái cảnh quay, một cái shot này, người ta yêu cầu chúng ta phải xóa ba cái anh chàng này ra. Thì để mà thực hiện cái việc xóa này thì các bạn nghĩ chúng ta sẽ phải làm như nào đúng không? Thì chúng ta sẽ lúc đó là chúng ta mình tạo một cái clean plate cho cái scene này và sau đó mình dùng cái camera projection mình chiếu nó lên, mình đè nó lên ba cái anh chàng này, thì lúc đó mình mới tạo một cái clean plate và sẽ phải tạo nhiều cái loại clean plate để mà che được những chỗ đó, paint thêm bức tường này nọ hoặc là mở rộng cái sân ra một chút các thứ. Đấy.
bạn thấy là mình phải pên thêm một số thứ, một số chỗ để mà khi mà cái camera xoay qua nó sẽ không bị hở ha. Là phải mở rộng cái khung cảnh của mình lên. Và sau đó là chúng ta sẽ dùng cái clean plate này để chúng ta project nó lên. Chúng ta check theo camera và chúng ta project nó lên cái cảnh quay của mình. Đó thì chúng ta sẽ xóa được mấy cái anh chàng đó. Thì các bạn thấy là nó cũng ứng dụng nhiều đó, chứ không phải là chỉ là để làm mấy cái matte painting vân vân đâu. Đó bạn này có nè, thì cứ hỏi. Còn nếu mà cần thiết thì chúng ta tìm cái tutorial chúng ta download, đúng không? Những cái bộ về compositing đều có cái phần này. À, những cái bộ mà dạy về nút hay là gì đó chắc chắn phải có camera projection. Học cái lĩnh vực này thì tất nhiên là các bạn cũng phải biết tiếng Anh một chút, đúng không? Cái đó thì mình nghĩ chắc không khó khăn lắm đối với các bạn. Chứ nếu mà chúng ta nghe không được nữa thì thôi, cũng khó học lắm. Rồi thì có gì các bạn cứ hỏi, học hỏi lẫn nhau nha. Bạn nào có thì chia sẻ. Mình thì cũng có những cái bộ về chuyên về cái camera projection này ha. Rồi. Không có gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây nha. Rồi. Chào mọi người.